Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với mọi người một số kỹ năng khi gặp cảnh sát giao thông trên đường. Mai Tiến Luật, luật sư của mọi nhà. Liên hệ 0908 648 179 để được tư vấn miễn phí. Đa số chúng ta hiện nay khi đang lưu thông trên đường gặp cảnh sát giao thông thì chúng ta có tâm trạng là sợ sệt khi công an thổi còi và yêu cầu dừng kiểm tra. Trong trường hợp này, nếu chúng ta gặp phải thì đối với góc độ là một luật sư, căn cứ theo quy định pháp luật thì tôi có những cái lời khuyên đối với mọi người như sau. Thứ nhất, khi cảnh sát giao thông yêu cầu chúng ta dừng xe để kiểm tra hoặc xử phạt thì điều đầu tiên chúng ta cứ bình tĩnh, xi nhan xe và dừng xe vào một nơi an toàn. Thứ hai, chúng ta có thể bật các chức năng máy điện thoại hoặc các máy ghi âm ghi hình để xác định hoặc đảm bảo xem thử là cảnh sát giao thông thật hay giả, hoặc là biết được những cái sai phạm của cảnh sát giao thông khi mà buộc chúng ta phải dừng khi chúng ta đang lưu thông trên đường. Để xác định được cảnh sát giao thông thật hay giả thì chúng ta có thể thông qua các bước như sau. Bước thứ nhất, chúng ta xem thử cảnh sát giao thông này có đeo bảng xanh hay không. Vì căn cứ theo thông tư số 45 năm 2012 của Bộ Công an quy định thì cảnh sát giao thông được điều lệnh dừng phương tiện giao thông trên đường khi có thẻ xanh mang theo. Thì đối với trường hợp này, chúng ta phải chú ý là cảnh sát giao thông phải có bảng tên và bảng đeo thẻ xanh thì mới đủ được điều kiện dừng xe của chúng ta. Còn những trường hợp còn lại thì đó chỉ là người hỗ trợ. Thứ hai, căn cứ theo thông tư số 65 năm 2012 của Bộ Công an quy định thì trong trường hợp một chốt giao thông phải có từ 2 cảnh sát giao thông trở lên. Như vậy trong trường hợp mình gặp phải một người cảnh sát giao thông thì chúng ta phải chú ý có thể là cảnh sát giao thông giả hoặc cảnh sát giao thông này là đi ăn, nghĩa là phi pháp, làm việc phi pháp. Đấy, thì chúng ta cũng phải chú ý. Trong trường hợp nếu xác định được những người công an mà không đủ những điều kiện như trên thì chúng ta phải gọi tới số điện thoại của cảnh sát 113 hoặc là đường dây nóng của công an để báo tin trong trường hợp này. Trong trường hợp xác định đấy là công an thật thì chúng ta phải tắt máy và xuống xe để làm việc với cảnh sát giao thông. Khi cảnh sát giao thông làm việc với chúng ta thì họ phải đầu tiên là họ phải giơ tay để chào chúng ta và phân tích xác định viên lỗi của chúng ta là phạm lỗi gì. Thì khi đó chúng ta mới tiến hành làm việc với cảnh sát. Còn nếu trong trường hợp cảnh sát chưa chào chúng ta và chưa nêu ra được lỗi vi phạm của chúng ta thì chúng ta không làm việc. Có những trường hợp cảnh sát giao thông yêu cầu người tham gia giao thông dừng xe và yêu cầu xuất trình giấy tờ. Như vậy căn cứ theo thông tư số 65 của Bộ Công an là hoàn toàn sai. Cho nên chúng ta phải yêu cầu thực hiện theo quy trình mà tôi đã phân tích ở trên. Trong trường hợp cảnh sát giao thông yêu cầu xuất trình giấy tờ thì mình phải hỏi trong trường hợp là xuất trình giấy tờ vì lý do gì. Nếu cảnh sát giao thông chứng minh được lỗi của mình khi tham gia giao thông, ví dụ như lấn làn, lấn tuyến, vượt ẩu, phóng nhanh, thì như vậy là chúng ta phải thực hiện cái việc mà cảnh sát giao thông yêu cầu là xuất trình giấy tờ để tiến hành thủ tục lập biên bản, làm việc theo quy định của pháp luật. Còn trong trường hợp thứ hai là cảnh sát giao thông có thể là yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính quá trình mình giao thông trên đường không có vi phạm, nhưng vẫn bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính. Thì trong trường hợp này, cảnh sát giao thông phải đưa ra được quyết định kiểm tra hành chính. Người ra quyết định là phải từ thủ trưởng công an cấp huyện, thị xã trở lên mới có quyền ra quyết định kiểm tra hành chính trong trường hợp này. Đối với trường hợp cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe bởi lý do lỗi là
vượt quá tốc độ, thì chúng ta có thể yêu cầu cảnh sát giao thông chứng minh việc vượt quá tốc độ. Ví dụ cảnh sát giao thông xác định là có bắn tốc độ theo quy định. Trong trường hợp này thì chúng ta có thể yêu cầu công an cho xem kiểm tra máy bắn tốc độ mà công an thực hiện bắn tốc độ. Thứ nhất là chúng ta phải kiểm tra xem thử máy tốc độ có tem kiểm định hay không, còn trong thời gian sử dụng hay không. Thứ hai, chúng ta yêu cầu xuất trình được giấy phép sử dụng súng bắn tốc độ tại thời điểm bắn tốc độ, để chúng ta xác định được là việc cảnh sát giao thông sử dụng bắn tốc độ có đúng quy định của pháp luật hay không. Trong trường hợp cảnh sát giao thông không xuất trình được giấy phép sử dụng súng hoặc súng bắn tốc độ không có tem kiểm định, trong trường hợp này chúng ta có thể yêu cầu cảnh sát giao thông không sử dụng hình ảnh tư liệu của súng này để làm căn cứ xử phạt chúng ta. Đó là theo quy định của pháp luật. Thì đây, qua phần phân tích như trên, thì tôi cũng mong mọi người có những kiến thức để mình khi tham gia giao thông trên đường gặp phải những trường hợp cụ thể là cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe để kiểm tra tính hoặc vạch phạt lỗi của mình, thì mình cũng có những kỹ năng để đảm bảo an toàn cho mình, để tránh những trường hợp có những cảnh sát giao thông giả thực hiện việc dừng xe để cướp tài sản hoặc là có những hành vi vi phạm khác. Thì qua phần video trên, nếu trong trường hợp mọi người còn có những thắc mắc hay là có những ý kiến gì thì mọi người có thể để lại phần đóng góp ý kiến của mình ở phía dưới video của chúng tôi, để chúng tôi có thể kịp thời tư vấn trả lời mọi người được rõ.